Bài đây là bài 69. Bài này đơn giản đúng không? Dùng lệnh viết là được. Rồi vẽ cái đường giỏ này xong nha. Rồi, ok thì thôi bài đây không có cái gì nữa. Rồi bài cải thì mình sẽ vẽ nhanh nha. Thì trong cái chuỗi series mấy cái bài đây của mình thì nó có những bài nào thì mình vẽ hết nha. Khó hay dễ gì đó thì mình cũng không có bỏ nha. Rồi, sao? Nó có gì? Thẳng, cong. À, thực ra thì mình vẽ xong lát nữa mình select sau ấy. R5 đây nằm chung với nhau. Ok. Một là mình sẽ thực hiện lát nữa mình thực hiện là select sau. Đó, mình sẽ thực hiện select này. Ok, đó đại khái như vậy trước đúng không? Rồi mình tạo ra một sau. Mình thường thì mình cứ ưu tiên mình ghi kích thước nào lớn nhất trước để máy kia nó sẽ tỷ lệ lại nha. 68 nè, và từ tâm này tới đường thẳng này là 68. Rồi mấy thằng kia nó sẽ tự tỷ lệ lại. Rồi bắt đầu mình điều thông số vô 12.5. Rồi cái gì đây? Vì là R5. Đầu tiên mình dứt mấy cái R5 trước nha. Delete 5. Ok chưa? Rồi nó có những cái gì, những thông số nào? Mình sẽ điền những cái đằng này trước đi cho nó gọn gàng xíu nè. 24.5, 36.3. Năm mươi ba chấm hai, sáu mươi ba chấm năm. Tiếp theo là gì? 5.6, 5.6, 10.5. Rồi, tiếp tục. Có cách từ này xuống này. Rồi khoảng cách từ này xuống đây là khoảng cách từ đây là xuống đâu, từ 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 đang đi từ đâu rồi à, từ cái cung này, khoảng cách từ cái cung này xuống cái đường dẫn dưới này là 10.5 đấy, nó 10.5. Ok, chứ đây là nó đang tự động là thành một cái ba mấy thì đương nhiên là nó chưa đạt rồi nha, vì là nó sẽ có một cái mẹo gì đó ở đây. Một đầu tiên mình kiểm tra lại cái thông số của mình đủ chưa, đúng chưa, 6863 53.2. Ok đúng 56, đúng 56. Từ tâm này lên tới tâm này là 9. Rồi coi thử thành từ từ tâm này lên tới này 9 chưa? Chưa luôn. Ok, vậy là có cái là nhiều cái vấn đề xảy ra ở đây. Là những cái đường này sẽ có thể là những cái cung. Rồi. Rồi. Mà kiểm tra lại chút xíu nha. Ok, giờ mình sẽ phá hủy những cái tan gần đây bớt. Rồi, mình sẽ tạo ràng buộc lại theo đúng kích thước. Phải làm đúng theo kích thước nha. 10.5. Những vô tình trong quá trình mình phát thảo lỡ đâu nó
nó vô tình nó bị trùng thì sao? Rồi đó, tương tự vậy là đạt được kích thước 10.5 ngay cho vị trí này rồi nè, đúng không? Tương tự ngay chỗ đây cũng vậy, nhiều đó không, vô tình nó song song rồi thì sao? Đó, này là 9 thì mình cứ kiểm tra từng bước bước rồi, ok được chưa? Good. Vậy là trong quá trình mình phát thảo mình vô tình mình sẽ tạo chúng những cái đường đặc biệt, đó là nếu mà chưa đạt được như nhu cầu á thì mình phải kiểm tra lại nha. Phi 4 là xong rồi đó. Rồi, ok, vậy là mình xong được cái bài này. Rồi. Mình sẽ đăng đăng ở đâu? Các bài tập này mình sẽ đăng trong cái fanpage của mình nha. Rồi, nhớ ai chưa vào thì phải ai chưa vào thì vào để lấy bài tập, lấy thông tin. Rồi, ok, xong rồi đây.